Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi. Rồi, em quay làm cầu mini game 151 nha mọi người. Vậy hôm nay thôi ai sẽ là người trúng thưởng ha. Rồi, con đi ra đây. Số 83 nha mọi người, ai bình luận số 83 là người trúng thưởng ha. Tiếp tục là mini game 152 nha mọi người. Mini game hôm nay tên cho mọi người là con Marble Dog ha. Trời ơi, hàng Marble Dog đang hiếm mà còn lên mini game cho mọi người nữa ha. Rồi, anh em muốn sở hữu con này mọi người cứ bình luận từ số 01 cho tới số 90 nha mọi người. Bên em sẽ công bố kết quả vào mini game sau ha. Xin chào mọi người, chào mọi người đến với đợt cá Beta Coffee, đợt cá ngày 9 tháng 12 buổi tối mọi người. Đợt cá hôm nay là đợt cá đồng giá 60k một con nha. Thì hôm nay đợt cá hôm nay em sẽ lên cho mọi người là 15 ô đầu, tất cả đều là trống nha mọi người, còn 5 ô cuối cùng tất cả đều là máy ha. Rồi anh em nào muốn mua hàng á, mọi người bấm vào trong cái đường link ở trong phần mô tả video mọi người đang xem ha, sẽ có một cái đường link. Cái đường link đó mọi người sẽ bấm lên đó thì sẽ hiện lên một cái trang Shopee. Cái trang Shopee thì mọi người mua hàng cũng như giống như bình thường, nhưng mà mình chỉ cần chọn theo mã số với phần loại thôi mọi người, phía trước với phía sau ha. Rồi mọi người mua 15 ô đầu tất cả đều là trống, 5 ô cuối cùng tất cả đều là máy, là mua đúng theo như em nói là sẽ là đúng phần loại ha mọi người. Rồi đầu tiên đây là dòng coi Yellow Galaxy. Trời ơi, con này lên nền Galaxy quá đẹp luôn mọi người, lên quá là nhiều luôn ha. Còn phía sau là con coi Conemo Galaxy Light Candy ha, light chút xíu thôi nhưng mà lên cái nền vẫn rất là sáng ha. Thì cá hôm nay là cá 60k, thì trong đây tất cả là mấy con này là tầm khoảng có chừng 3 xăng rưỡi trở lên ha mọi người, chỉ có vài con là 3 xăng thôi ha. Khi nào mà có con 3 xăng thì em sẽ nói với mọi người ha. Với thêm cái mọi người muốn biết size cá thì mọi người cứ đo hơn, em hướng dẫn mọi người đo thì mọi người có biết sẽ biết được cái size cá ha. Thì từ đầu cái mức này cho tới mức này là một ô, nói chung là một ô cá tất cả đều là 7 xăng hết nha mọi người. Mình chỉ cần nhắm chừng con cá bơi ngang khoảng bao nhiêu thì mình đo, ví dụ giữa hồ là 3 xăng rưỡi ha, giữa hồ 3 xăng rưỡi, rồi hơn chút xíu này là 4 xăng ha, giống như con này nè, con này là gần 4 xăng nha mọi người đó, 4 xăng ha. Rồi kế tiếp là dòng coi Candy ha. Coi Candy này hôm nay phối cái nền cũng rất là sáng luôn đó, mọi người cũng thấy ha, cái nền Galaxy cực kỳ nhiều luôn cho nên cái nền con cá sẽ sáng lên, form thì rất là ok. Rồi phía sau là con coi ghét Galaxy nha mọi người, thân của nó thì cũng theo dạng bông nhiều nè đó, Galaxy lai viền của Candy, viền trắng ha. Rồi mình sẽ qua dòng kế tiếp luôn. Dòng kế tiếp là dòng coi Conemo Galaxy ha. Hồi hôm nay em sẽ lên cho mọi người là mấy con Conemo, sẽ là mỗi con sẽ mỗi màu khác nhau ha mọi người. Phía sau là con Fancy Jack Cooper nha mọi người. Fancy Jack Cooper ha. Rồi mình qua con kế tiếp nha. Con kế tiếp là con Conemo. Con này thì sẽ theo cái nền dạng bông mà nền sắc ha, chủ yếu của nó là nền thịt cam nhiều nha. Còn phía sau là con Conemo Cooper nha. Conemo Cooper ha. Còn phía trước là con nền cam nhiều ha, bông đỏ. Rồi kế tiếp là con Dumbo Nemo ha mọi người. Con này thì lên đốm khoảng hơn 50% ha. Cái nền trắng rất là nhiều, tay to luôn mọi người. Nhưng mà cái con này thì nó phơm trong chai, nó giống như mấy con đợt trước, nó hơi cắn hơi cánh tay chút xíu nha. Còn phía sau là con coi dạ quang ha. Con coi dạ quang này thì nó sẽ lai theo cái dạ quang, nó lai theo cái coi của Tiger nha. Rồi kế tiếp là dòng Dumbo White ha. Con này thì mọi người sẽ thấy là cái nền thịt nó rất là trắng, tay nó chỉ hơi bị gắt thôi đó, nó sẽ đẹp hơn cái con hồi trưa chút xíu nha. Phía sau đó là con Conemo Galaxy. Con này thì theo cái nền màu mới nè, cái nền màu mà mọi người rất là thích nè đó. Mọi người sẽ thấy nền phân nửa phía dưới thì cái màu mà light của Tiger ha, nhìn rất là sáng ha. Còn phía trên là nền màu của Nemo ha. Rồi kế tiếp là con Fancy Jack nha. Con này thì sẽ là theo cái nền bông là trắng xanh đen luôn, đuôi của nó với vây của nó thì sẽ theo nền xanh, mọi người xanh chủ yếu là xanh nhiều ha.
form của nó đuôi rất là xì ta luôn ha. Còn phía sau là con coi Conemo Galaxy Cooper, đốm Cooper nha mọi người. Đó, con này thì cũng cái nền nó rất là đẹp luôn nè. Nhìn cái nền sáng ha. Trong đây thì có vài con thì cái nền màu nó sẽ giống tương đương với mấy con 80 hôm qua em quay ha mọi người. Đó. Rồi kế tiếp là con Fancy Z ha mọi người. Fancy Z Cooper luôn nha. Con này là Cooper vảy trắng xám ha. Đó, vảy trắng xám thịt nó đỏ rất là đậm luôn. Trời ơi, con này đuôi star quá đẹp luôn. Còn phía sau là con Fancy Z ha. Fancy Z của nó là có thêm một chút xíu dài bông gần đuôi. Và đuôi của nó thì sẽ là đuôi ba màu luôn, xanh trắng đen. Ủa xanh trắng đỏ chứ lộn. Rồi. Mình sẽ qua cái nền con tiếp theo. Con tiếp theo là con Conemo luôn. Conemo Galaxy luôn mọi người. Hôm nay lên Conemo rất là nhiều luôn nha. Conemo Galaxy mà mọi người thấy là tên thì nó sẽ giống nhau nhưng mà mỗi con thì sẽ là mang mỗi cái nền khác nhau ha. Nhưng con nền này thì mang theo cái nền đậm đậm mà sáng ha mọi người. Còn phía sau á, là con Conemo theo màu truyền thống ha. Conemo Galaxy màu truyền thống ha. Rồi kế tiếp mình sẽ qua con tiếp theo. Tiếp theo là con Fancy Cam ha. Fancy Cam Cooper Rosita nha. Con này á, thì nền Cooper của nó sẽ là nền Cooper bông xám ha mọi người. Bông trắng xám nha. Con này cũng còn nền trà, nền cam cũng nhiều nè, nó có viền cam luôn ha. Còn phía sau nó là con con Conemo Cooper luôn. Đó, Conemo Cooper ha. Thì mọi người cũng đã biết cái dòng Cooper thì một bầy thì nó lai thì chỉ được có vài con ha mọi người. Ít lắm, hiếm lắm ha. Cho nên cái dòng này rất là hiếm ha. Rồi, kế tiếp là con Conemo luôn. Conemo Galaxy nhưng mà con này thì sẽ là mang theo cái nền của Galaxy nhiều. Còn phía sau thì cũng chung dòng với nó nhưng mà con phía sau thì nó sẽ là lai viền của Tiger. Đó, mọi người sẽ để ý giúp em ha. Là mỗi con thì sẽ là mỗi lai cái nền khác nhau. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà chuyên về cái dòng coi này thì người ta sẽ biết là mấy con này sẽ là tên gì ha mọi người. Tại vì mấy con này thì mỗi con thì mỗi màu nó sẽ phối cách khác nhau. Như vậy là nó sẽ có mỗi tên tiếng Anh khác nhau ha. Cho nên là hơi khó nhớ ha mọi người. Rồi kế tiếp con này cũng là Conemo luôn. Rồi, con này theo nền đẹp nè. Cái nền của nó sẽ là xéo nghiêng qua mọi người, nửa bên là nền cam đậm, nửa bên là nền cam nhạt ha. Phối thêm cái Galaxy dưới thêm đốm đen nữa nha. Còn phía sau nó là con Conemo luôn. Con này thì sẽ theo cái nền mà bông Cooper nha mọi người. Đây, nền bông Cooper rất là sáng luôn. Ha. Nền full nền bông Cooper luôn. Hồi nãy bị dìm bỏ con này phía trước cho mọi người nhìn dễ ngắm nó ha. Rồi kế tiếp sẽ là con Hakmun. Đây Hakmun này thì hổng gài rồi mà em bích lên cho mọi người lắm nha. Cái này là con Hakmun Galaxy ha, coi Galaxy nha mọi người. Nhưng mà con này á, thì là nó full Galaxy luôn rồi. Đó, nó chỉ còn đang bị thiếu màu, hụt màu chút xíu vài chỗ thôi. Nếu mà nó full màu hết luôn thì con này sẽ tầm giá tầm từ 80 trở lên ha mọi người. Đó, cái nền mọi người sẽ thấy là cũng giống cái nền của Led Lu ha mọi người. Đó, nhìn rất là lạ luôn. Còn phía sau là con coi Yellow ha, coi Yellow Galaxy. Đó, rất là hiếm ha, mấy con màu gì rất là hiếm ha mọi người. Nói chung là về cũng khoảng có dừng được 10 con thôi. Kế tiếp là con Dumbo Hakmun xanh ha mọi người. Con này sẽ là hăng của nó sẽ là hăng bông xanh ha. Bông hai màu xanh luôn mọi người, vừa xanh nhạt vừa xanh đậm luôn. Đó, hăng thì phần đầu thì nó lai bông ha. Còn đuôi của nó dưới cái vây đồ của nó thì nó sẽ là có màu trắng mà ngà ngà xanh ha. Nó sẽ khác hơn mấy cái con hồi trưa hay hồi mấy bữa trước em quay cho mọi người ha. Đó, tai của nó to đều luôn nha. Con này mà cái form của nó còn hơi mini, nói chung hơn nó hơi mini chứ nó cũng là vừa tầm to nha mọi người. Nhưng mà nó đã đuôi nó đã to như vậy ha, đo to mà bích như vậy rồi. Khi mà nó to lên nữa thì đuôi nó sẽ to hơn nữa ha, đẹp hơn nữa. Rồi phía sau là con coi Conemo Galaxy ha. Rồi mình sẽ qua con kế tiếp. Đây con kế tiếp ha. Con kế tiếp là con chưa để em xuống. Còn kế tiếp là con Hakmun Samurai ha mọi người. Hakmun Samurai đuôi vàng. Hakmun Samurai vàng ha, đuôi vàng. Hăng của nó sẽ là hăng Samurai xám ha, xám Cooper. Còn phía sau nó là con
con phía sau đó là con marble hay mọi người, marble dot nha, dạng đốm ha, mà đốm chỉ vừa tầm thôi, chưa có nhiều lắm. Nếu mà cái nền trắng như gì mà đốm nhiều thì sẽ giá nó cực kỳ cao hơn ha. Rồi năm mua cuối cùng thì tất cả đều là máy nha. Đó mọi người, nếu mà mọi người muốn ép cá thì mọi thể mua mấy máy ha. Hồi trưa em đã lên cho mọi người mấy con máy mà giá 40k, 39k chứ, cực kỳ đẹp luôn rồi. Hôm nay thì 60k cũng đẹp hơn nữa. Rồi kế tiếp là máy của dòng coi candy nha mọi người. Coi candy nhưng mà cái nền nó rất là sáng luôn ha. Còn phía sau là máy của dòng Fancy Get bông đen nửa hăng ha. Nửa hăng đuôi của nó sẽ là đuôi trắng xanh luôn nha. Con này thì rất là căng trứng luôn rồi. Thì những cái xay mà máy, mấy cái xay mà máy của giá 60k thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ to hơn mấy cái xay máy ở giá hấp hơn ha mọi người đó. Nên mọi người để ý giúp em ha. Nhiều khi mọi người mua con trống 60k thì mọi người sẽ ép dưới con máy 60k luôn ha. Hoặc là con nào 40k nó to to tương tự thì mình có thể ép cũng vẫn được ha. Rồi kế tiếp là con coi Get Galaxy nha. Hăng cũng theo dạng đốm candy luôn nè. Phía sau là máy của dòng coi Nemo. Rồi màu này đậm nè mọi người. Con này lên mình ma quá trời đậm luôn. Rồi kế tiếp là máy của dòng Fancy Get dạng bông ha. Fancy Get dạng bông. Đó, dạng bông. Cái đường tia của nó cũng đẹp, đường tia nó sáng nè. Còn phía sau là máy của dòng Fancy Yellow Cooper đuôi nha mọi người. Đó, hăng vàng rất là đậm luôn ha. Rồi kế tiếp là con máy của dòng coi Yellow Galaxy. Máy đẹp nè mọi người, nếu mà con trống nào mà có nền bông gì á, thì quá đã luôn. Đó, vàng thịt nền vàng dừa ha mọi người, mà lên nền đốm nữa ha. Còn phía sau là máy của dòng coi Get Galaxy luôn mọi người, coi Get Galaxy dạng bông luôn ha. Đó, bông lên cực kỳ đậm luôn, đậm hơn con nãy nữa. Rồi kế tiếp là con máy của dòng con này là con coi Lắc Cooper Nemo. Coi Lắc Cooper Nemo hay mọi người đó. Con này thì chống em bán hết rồi, giờ cứ còn máy thôi. Được hỏm có anh em nào mà mua chống mình có thể mua máy để mình ép ha. Đó, con máy này thì lên nền Cooper rất là nhiều luôn. Còn phía sau là máy của dòng coi Get Galaxy dạng bông, nhưng mà mọi người sẽ thấy là nó khác cái con 339 hồi nãy nè, khác con 39 hôm nay. Bên đây là mọi người sẽ thấy là bên đây là Cooper, bông Cooper ha, còn bên đây là bông thường đó, mọi người cũng thấy ha. Rồi những dòng cá hôm nay mọi người mua hàng, mọi người cũng sẽ mua vào trong cái đầu clip em hướng dẫn với mọi người, hay là trong cái đường link trong phần mô tả mọi người. Rồi video này của em đến đây, hẹn gặp mọi người vào những video khác. Chào mọi người.